第三课，他是哪国人？b à a n h ấy là người nước nào? 那是谁？那是我们老师。他是哪国人？他是中国人。我们老师都是中国人。 sấy. Trong đó, lì bua, âm hán Việt là lực ba, là tên của một học sinh người nước ngoài. Nà, là kia, đó. Sì, có nghĩa là là. Sấy, hoặc sấy, có nghĩa là ai. Nà sì sấy, kia là ai, đó là ai. 那是我们老师 từ老师 có nghĩa là giáo viên。我们老师 có nghĩa là giáo viên của chúng tôi。那是我们老师 có nghĩa là kia là giáo viên của chúng tôi。đó là giáo viên của chúng tôi。他是哪国人。 từ nả có nghĩa là nào của âm hán việt là quốc có nghĩa là đất nước nả của là nước nào rấn có nghĩa là người nả của rấn có nghĩa là người nước nào tha sư nả của rấn có nghĩa là thầy ấy anh ấy hoặc cô ấy là người nước nào

trong đó Tha sư Trung của rấn có nghĩa là thầy ấy, anh ấy hoặc cô ấy là người Trung Quốc. 我们老师都是中国人，có ừ, nghĩa là giáo viên của bọn mình đều là người Trung Quốc.